xuân lúc đang được thái bình, đem ấm no cho dân ta hết một đời lòng than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết có ấm núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn văn dân có thắp sáng anh đua tân Việt Nam soi sáng muôn nhà, cho tương lai thăng hoa nước non Việt ngàn năm sáng tươi. Cho dân ta hết một đời lòng than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết có văn núi sông, xóa bóng đêm đen cho dân có nhân quyền tự do. Bừng chi tiếng mưa dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngày chỉ muốn văn dân có diễn tự hào với truyền thống thiêng liêng, thà là chết chứ không chịu cảnh nhà tan nước mắt. Hay lắm, hay lắm, quả không hổ mặt là con hồng cháo lạc, trời Nam sẽ có ngày rực sáng ánh bình minh. Ta muốn tường hóa tiếng lòng sắc son, mới thứ hoa đưa em hoa hiền lòng như hoài bão lớn lao thì không thể nào dưỡng dưng trước cảnh gia dông quốc phá. Em của chị loa 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 loa, thái thú Tô Định ra lệnh truyền, người trai giao chỉ phải lên rừng tìm trầm và mò trai dưới biển, còn nữ lưu phải nộp về dinh làm tỳ thiếp.
nếu chẳng phục tùng sẽ khó được bình an. Chiêu mộ nghĩa binh hoài bão giúp
sang. Dạ đúng rồi, nhưng chỉ ngại ngùng mình là phận nữ nhi, thì làm sao vượt qua tường gia phong lễ giáo. Quốc gia suy vong, cấp phu hữu trách, chỉ chớ bận lòng cần tiếp bước theo em. Thôi được rồi, nhưng sức khi sang chu duyên, ta muốn cùng em vượt lại dài đường kiếm pháp tuân lệnh. Soi lòng cho hồng nhan, đám ơn sang hà đâu nài thân, đánh tan quân thù hương tiền nhân, muôn lời sáng soi cho trời nam yên bình ấm no. A-775, xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả các quý đại biểu và đồng nhiệm. Đây là tâm tình và sự hiểu biết của tôi đã dấn thân tham gia trong công cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam để cứu nước, cứu dân dưới sự lãnh đạo tài ba của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Cuộc đời của tôi kém may mắn bởi sinh ra và lớn lên trong cái nhà tù khổng lồ vô thần, tàn ác của Cộng sản Bắc Việt. Cái danh từ dơ bẩn phải gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một miền Bắc điêu tàn khốn khổ, một vùng châu thổ sông Hồng. Đó là nơi miền quê nghèo với những phong tục lạc hậu. Ruộng lúa, bờ tre, cây đa, bến nước con đò. Cuộc sống người dân thì quanh năm vất vả với ruộng đồng, con trâu đi trước, cái cày đu theo. Con người thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để đổi lấy những chén cơm manh áo. Từ khi sinh ra, lớn lên, trong nam nũ đến lúc trưởng thành, tất cả mọi người dân quê tôi đều bị áp buộc, nhồi sọ, học tập, làm việc trong môi trường quỷ xảo của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bị cưỡng ép phải học những thứ tà đạo vô thần của Mác Lênin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Thời gian buồn thảm, lê lết, kéo dài năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ, ngày này qua ngày kia, bản thân tôi nói riêng và toàn dân miền Bắc nói chung, tất cả quần chúng phải ghi nhớ thuộc lòng, trong đầu, đó là sự tôn kính cha già dân tộc, một tên gián điệp Hồ Chí Minh, tay sai của Tàu Cộng. Đó là một tập đoàn băng hoại, cuồng hồ, cuồng đảng. Rồi đến một ngày khi công nghệ thông tin đa chiều phát triển, đã tiến vào mảnh đất cằn khô nghèo đói. Từ đó, tôi đã cập nhật vào công nghệ thông tin để tìm hiểu, và tôi đã thức tỉnh nhận ra rằng tôi và tất cả những người dân miền Bắc đang bị chìm đắm trong mê cung lừa lọc, dối trá mị dân suốt gần 100 năm qua do tà đạo Cộng sản Việt Nam gây ra. Khi tôi tìm hiểu và biết được sự thật phũ phàng đen tối đó, buồn thay, tôi và người dân miền Bắc đang bị sống trong bầu trời âm u đen tối, không còn tương lai hy vọng gì cả, mà chỉ là còn những cái chết của từng người phải xếp hàng theo nhau để lộp mạng cho bóng đen âm u ghê rợn ấy. Và tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm bạn với cái máy vi tính, điện thoại thông minh, và đã lần mò tìm tòi ra những tội ác hại dân bán nước của tên Hồ Tặc. Và cũng may mắn thay, tôi lại tìm được một ánh sáng len lỏi vào trong mắt tôi, đó là thông tin của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, do Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân lúc bấy giờ lãnh trọng nhiệm. Lúc đó, ngọn lửa hận thù kẻ gian tà Cộng sản độc ác, giết chết
bao nhiêu triệu người dân miền Bắc thảm thương, oan nghiệt vô tội đã khơi dậy, bùng cháy trong lòng tôi. Nên tôi đã quyết định tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, để cùng đóng góp một bàn tay nhỏ bé trong chiến lược giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân lãnh trọng nhiệm, đã được sự hâm mộ của dân tộc Việt Nam khắp trên thế giới bầu chọn Ngài lên làm Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, để đại diện cho một quốc gia thay mặt cho gần 100 triệu dân trong nước cùng làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ và 27 nước trong Liên minh châu Âu, Liên Hiệp Quốc để xóa sổ bọn cộng sản gian thần. Tôi đã được nghe kể và học hỏi về tiểu sử của Ngài Tổng thống Đào Minh Quân. Tôi được học 7 bài học làm người Việt chân chính, học huấn thị điều hành căn bản và 18 điều suy liệm thập bát thức. Tôi được hiểu rộng và càng trân trọng tấm lòng đạo đức, anh minh sáng suốt, đầy trí huệ yêu thương dân Việt của Ngài. Tôi nhận thấy Ngài là một vĩ nhân siêu hùng, Ngài là một vị anh minh thánh đức và là một nhà lãnh đạo tài ba. Ngài là một nhà chính trị gia đương đại của đất nước và dân tộc Việt Nam. Gần 30 năm qua, Ngài không màng nghĩ riêng cho bản thân, mà chăm chỉ, miệt mài, hy sinh trên con đường cứu nguy cho dân tộc. Ngài làm việc tự nguyện, không hề đòi hỏi một đồng xu hay các bạc nào. Thời đại kim tiền mà Ngài hy sinh hết tất cả, tiền tài, danh vọng, gia đình, để cứu nguy cho nhân loại. Được nghe Ngài thuyết giảng, tôi rất trân trọng những chiến lược, sách lược do Ngài đã và đang triệt hạ tà quyền cộng sản Việt Nam, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt. Những bước đi của Ngài thật hoàn hảo mà thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, hai vị Tổng thống thời đó, không làm được và không biết Hồ Chí Minh là ai. Nhưng Tổng thống Đào Minh Quân đã làm được điều đó, đó là mưu lược lật tẩy bộ mặt thật của tên Hán gian Hồ Chí Minh tại Cơ quan Văn hóa Thế giới UNESCO vào năm 1989. Mưu lược này do Cộng sản Tàu Cộng cài cắm âm mưu lâu dài xâm chiếm và bí mật thôn tính đất nước Việt Nam, biến Việt Nam thành một tỉnh nị của Tàu Cộng. Sau chiến thắng nừng danh đó, Ngài chưa dừng chân, vì tấm lòng yêu thương dân tộc vô bờ bến, Ngài vẫn tiếp tục dùng chiến thuật của Bình Định Vương Lê Lợi, trường kỳ kháng chiến, vườn không nhà trống, đó là Ngài quay về tu ẩn ở nơi sa mạc Aden Nan Tổ, một nơi hoang vu, khắc nghiệt, ngày nóng như lửa thiêu, đêm lạnh cóng thịt da, không bóng người qua lại. Chỉ có những ma quỷ thú dữ xuất hiện đi tìm mồi, gặp Ngài chúng muốn xé xác, ăn tươi nuốt sống. Ngài cho qua cơn đói của loài thú hoang dã. Nhưng trong giây phút bất an nguy hiểm đó, thì lại có ơn trên, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiêng sông núi hiện đến che chở, bảo vệ cho Ngài. Và rồi những loài thú dữ phải im lặng ngoan ngoãn cúi đầu, bỏ đi để Ngài bình yên tu luyện. Mưu lược của Ngài là răng bẫy, dụ quan tham cộng sản hối lộ, mang tiền vàng đô la vào Hoa Kỳ để cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Chính phủ Hoa Kỳ đóng băng tịch thu toàn bộ số tiền vàng đô la đó. Bên cạnh đó, Ngài còn kiên trì, dũng chí, bền gan, Ngài rèn luyện học thêm cả lối đánh thần tốc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Hôm nay, Tổng thống Đào Minh Quân có lối đánh thần tốc triệt hạ cộng sản mạnh như trời giáng, đó là đường lối trưng cầu dân ý. Lối đánh trưng cầu dân ý do Ngài và các chuyên gia kỹ sư tài ba sáng lập
ra cũng là độc nhất vô nhị mà trên thế giới chưa một nước nào có, kể cả đại cường quốc Hoa Kỳ. Tôi rất khâm phục lối đánh cộng sản này của ngài. Ngài đã dàn trận một cách an toàn hiệu quả, không có tiếng súng, khói bom, không gây đau thương, chết chóc, đổ máu. Quả là vô cùng tuyệt vời. Tôi hiểu và thấy được ngài Tổng thống Đào Minh Quân của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã lãnh đạo chỉ huy dùng chiến lược độc đáo của bậc tiền nhân anh hùng dân tộc, làm cho Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu Cộng run sợ không thể lường được. Đó là lối đánh trường kỳ kháng chiến, vườn không nhà trống, di ẩn kỳ hình. Chiến lược triệt hạ Cộng sản Việt Nam của ngài càng vững chắc hơn khi đang có sự song hành hợp tác cùng Chính phủ Hoa Kỳ và 27 quốc gia khối Liên hiệp châu Âu. Những sách lược, chiến lược và chính lược của ngài đều là tuyệt vời. Tôi cũng như toàn dân Việt luôn phơi phới niềm tin, hy vọng ngày mai tươi sáng cho một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền, hết kiếp nạn Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu Cộng. Và cũng thật vui mừng, sung sướng, hạnh phúc, vô bờ bến khi Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, toàn dân Việt khắp ba miền Bắc Trung Nam sẽ tay trong tay chung hưởng niềm vui. Riêng những tên đầu sỏ cộng sản, tội đồ của dân tộc phải đền trả lại những món lợ máu. Oan gia, tương lai Việt Nam của chúng ta không còn một bóng ma đầu cộng sản là nhờ có Tổng thống Đào Minh Quân đã triệt tiệt tận gốc rễ. Đúng như bài thơ của ngài đã viết, Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc như ruột như rà, chế độ như áo, cởi ra là rồi. Lam Quán, Đào Minh Quân. Tôi xin dừng lời nơi đây, xin trân trọng kính chúc sức khỏe đến Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, cùng tất cả các quý đại biểu đồng nhiệm. Xin hết, xin trân trọng kính chào. Rose Bùi xin trân trọng kính chào quý khán giả, đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Sau đây là bài của tác giả Hoàng Nguyên viết về Tổng thống Đào Minh Quân, nhà nhạc sĩ yêu nước thương dân. Tổng thống Đào Minh Quân, người lãnh đạo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thường được biết đến như là một nhà lãnh đạo chống cộng không khoan nhượng qua những bài diễn văn hùng hồn, đanh thép, khi nói đến cái gọi là chính quyền cộng sản tại Việt Nam. Lời nói hùng hồn tha thiết của ông đi tận vào tâm phế của người nghe, làm động tâm những người chưa quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Ông cũng thể hiện một sự tha thứ hiếm có, điều chỉ có ở những nhà tu hành đắc đạo, với tôn chỉ chiêu hiền những kẻ lầm đường lạc lối, với những câu nói bất hủ, bỏ cộng còn việc, việc không giết việc. Ông chủ trương dùng tình thương xóa bỏ hận thù để lấy lại đất nước trong hòa bình, để bảo tồn nguyên khí của đất Việt, nhằm có lực lượng chống lại Tàu Cộng trong tương lai. Ông Đào Minh Quân còn biểu lộ tư tưởng khí phách của mình, lòng đao đáo yêu nước, thương nội qua những vần thơ, điệu nhạc do ông tự thân cảm hoài, sáng tác ra những bài thơ, bài hát bất hủ, xứng đáng là những kho tàng văn hóa để lại cho các thế hệ mai sau. Với bút hiệu Anh Thương, ông đã sáng tác ra những bài hùng ca mang tâm trạng của những người con xa mẹ Việt Nam, nhưng vẫn luôn nhớ về quê mẹ, nhớ về lời thề nguyện, quyết lấy lại quê hương đang nằm trong tay lũ cộng phỉ. Bài hát Một Lời Thề được sáng tác theo phong cách tự sự, da diết, cộng với tính bi hùng của một bản hùng ca. Giọng nhạc từ sự da diết chuyển qua dòng nhạc mạnh mẽ, nói lên ý chí quyết tâm trở về của những người con yêu nước. Trong câu mở đầu bài nhạc, hình ảnh mẹ Việt Nam hiện lên đau khổ, kiên nhẫn chờ đợi,
ngày trở về của những đứa con, ông đã dùng hình ảnh quả tim vỡ để nói về quê mẹ Việt Nam, điều mà hầu như chưa có nhạc sĩ nổi tiếng nào nghĩ đến. Bao năm rồi mẹ khâu tim vụn vỡ. Hình tượng những quả tim vụn vỡ đã nói lên cái lòng của ông Đào Minh Quân vỡ nát khi nghĩ về đất mẹ của mình, khi so sánh một đất nước Việt Nam thân yêu bị tan nát thành từng mảnh vụn. Chuyện này là sự thật. Đất nước Việt Nam đã bị bọn Cộng sản tham tàn, xuẩn ngốc phá nát ra thành nhiều mảnh vụn, văn hóa suy đồi, tình người trở thành chuyện cổ tích, đạo đức hèn kém, chính nghĩa nhường chỗ cho sự tàn ác lên ngôi, nhân nghĩa trở thành huyền thoại, diền mối đạo đức kính trên nhường dưới, sớm diền tối lửa tắt đèn có nhau, đã bị tận diệt bởi bọn Cộng sản. Bọn chúng chỉ biết thực thi âm mưu Hán hóa và tiêu diệt người Việt do tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh đưa vào nước Việt thân yêu. Quý vị đang ở trong nước chắc rõ chuyện này hơn ai hết. Vì những cái chết hàng ngày, những sự loạn luân, những chuyện giam loạn giữa thầy cô giáo và học trò vân vân. Tuy thế, mẹ Việt Nam vẫn cố gắng trong bao nhiêu năm trời, ngày lại ngày chắp vá những mảnh tim vỡ để mong chờ ngày quả tim đó sống lại, đập mạnh mẽ để đón đàn con trở về từ phương xa. Nhớ đàn con ly tán bốn phương trời. Ở đây, ông Quân đã nhắn nhủ với mọi người rằng mặc dù bị mất nước, nhưng chúng ta không bao giờ tuyệt vọng. Như sau này, ông đã đúc kết trong thập bát thức câu 12, dại dột nhất của ta là tuyệt vọng. Cho dù bao lâu, người mẹ vẫn trông ngóng đàn con về để dẹp tan giặc cộng. Cho dù phải khóc khô nước mắt, khóc bằng máu của con tim. Ngày lại ngày, đời trong khô mắt lệ. Chẳng những là lệ của bà mẹ Việt Nam, lệ ở đây cũng là lệ của những người con tha hương, biệt xứ, nhưng lòng vẫn đau đáu về quê mẹ từng giờ, từng ngày. Ông Quân cũng rơi lệ trong nhiều năm dài đăng đẳng, vùi mình trong sa mạc để học chữ nhẫn. Ngày thì dãi nắng dầm mưa, thi gan cùng gió cát, đêm về thao thức chẳng ngủ trọn canh, chung quanh bầy lang thú, độc xà. Lòng yêu quê hương dân tộc đã tôi luyện cho ông Quân từ một đại phú gia trở thành một tu sĩ. Quý vị có thấy sự hy sinh của ông có giống với lúc Thái tử Sĩ Đạt Đa bỏ cung thành Vàng Son đi tìm đạo pháp cứu chúng sanh không? Nhưng những người con đã thề hứa sẽ quay về, nhất định sẽ quay về với mẹ. Con sẽ quay về. Con sẽ về, con sẽ về, mẹ ơi, con sẽ về. Đó là lời thề hứa da diết đến não lòng của những người con xa xứ, mong ngày trở về để phục quốc. Cho dù là sinh sống tại Hoa Kỳ, nơi có nhiều điều kiện sung túc, nhưng ông Đào Minh Quân vẫn luôn nhớ lại mối nhục mất nước và trách nhiệm của mình với tư cách là một người quân nhân. Chỉ cần còn tim, còn máu, còn nhịp đập, thì những người con yêu nước như ông không bao giờ quên đất nước, tổ quốc. Máu còn đây, tim còn đây, con không quên tổ quốc. Vậy so với Hồ Chí Minh thì quý vị thấy ai yêu nước hơn ai? Quý vị tự trả lời đi. Mọi người yêu nước đều quen thuộc với các địa danh Đồng Nai, Thái Nguyên. Sông Đồng Nai đối với đồng bào miền Nam cực kỳ quen thuộc. Ít ra, mọi người đều từng được uống dòng nước từ sông Đồng Nai. Còn địa danh Thái Nguyên không hề xa lạ với người Việt, vì nơi đó là cái nôi của Nguyễn Thái Học, người anh hùng địch bất khuất, cùng 13 chiến hữu đã vươn cổ ra chịu chém.
Máu của họ đã đổ xuống để tô thắm đất mẹ Việt Nam. Rừng núi Thái Nguyên đã ôm ấp, che giấu nhiều thế hệ người yêu nước. Quyết đứng lên giành lại độc lập, tự do cho xứ sở thân yêu. Sông Đồng Nai nuôi con lớn dậy, rừng Thái Nguyên nuôi chí anh hùng. Chỉ với hai câu lời nhạc, chúng ta có thể thấy nhạc sĩ đã khéo léo thúc giục hùng khí của những người yêu nước. Lòng căm tức được nung nấu thêm lên bởi sự hiện diện của giặc cộng. Sự hiện diện của chúng như mũi tên cắm vào thân thể, đau đớn từng phút, từng giây. Giặc còn kia, thù còn kia, làm sao con yên giấc? Giận sôi gan, nung nấu tim hồng. Lằn ranh quốc cộng luôn hằn sâu trong tâm trí của những con người yêu nước, những người không hề chấp nhận chủ thuyết phi nhân bản Mác Lê, thực chất là chủ nghĩa cộng sản đại đồng, tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo. Quyết không đợi trời chung cùng giặc nước, quyết đánh tan tà tháp. Quyết không đợi trời chung cùng giặc nước, quyết đánh tan tà thuyết Mác Lê. Những người con yêu nước hạ lòng quyết tâm trở về, kêu gọi tới sự chứng giám của hồn thiên núi sông. Lòng quyết tâm trở về không gì cản được, cho dù đó là cái chết. Hồn núi sông linh thiêng chứng giám, nếu không về, chết không nhắm mắt. Ở đây quý vị thử nghĩ xem, có ai dám cất lời thề độc như vậy không? Có phải ông Quân là người can đảm và có sự quyết tâm đối đầu với giặc cộng cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời không? Sự can đảm và sự không đầu hàng này đã dẫn dắt ông Quân đến một quyết định trọng đại là hy sinh hết cả tuổi xuân, tài sản, danh vọng, gia đình để có thể chịu đựng gian khổ gần 20 năm trong sa mạc để tìm ra một sách lược tuyệt vời để triệt diệt Cộng sản Việt Nam sau này. Họ đặt quyết tâm đến độ hạ lời thề độc để nhắc nhở rằng những ai còn yêu nước phải trở về để diệt cộng, nếu không sẽ là tội nhân thiên cổ của mẹ Việt Nam. Nếu quên thù, đất chẳng dung thân, nếu ương hèn, tan xác quê người. Cái chết đối với người Việt Nam là một cõi đi về, ai cũng muốn mình được nguyên vẹn hình hài để còn đầu nhập kiếp khác. Lời thề độc chết tan xác quê người là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của những người con yêu nước đất Việt. Vậy quý vị có thấy ông Quân xứng đáng là người để đứng ra lãnh đạo đất nước Việt Nam không? Ông đã nhìn ra tương lai một đất nước thoát họa cộng sản, nên ông đã đưa ra một lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng những người con ở bốn phương trời sẽ quay về, nhất định phải quay về trong niềm hân hoan của dân tộc. Mẹ đừng lo, mẹ đừng lo, con sẽ trở về trong tiếng hùng ca. Ngày đó chắc chắn phải đến, đến để phục hưng một đất nước điêu linh, điêu tàn và đau khổ. Vậy so với Hồ Chí Minh, quý vị có thấy Hồ Chí Minh có sáng tác được bản nhạc nào ra hồn không? Hay chỉ là một tên hán tặc đang tâm giết hại dân tộc Việt, âm mưu giúp Tàu thôn tính Việt Nam qua sự toa rập của bọn đầu sỏ cộng sản hậu duệ hiện nay? Quý vị có muốn là kẻ tội nhân thiên cổ hay gián tiếp để bị tiếng ngàn năm bia miệng không? Tôi tin tới giờ phút này, quý vị đã có quyết định là ông Đào Minh Quân là người duy nhất xứng đáng để bầu làm vị lãnh đạo của đất Việt, thay thế cái tên tội đồ Hồ Chí Minh rồi. Vậy chỉ tốn chưa tới vài phút thôi, thực thi trưng cầu dân ý là quý vị đã cứu nước Việt rồi đó. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng quý vị cũng đồng ý với tôi là hồn thiêng sông núi, nhiều đời đã đang tích tụ vào ông Đào Minh Quân để sau này dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước Việt Nam sẽ có dịp sánh vai cùng các nước Nam Châu, bốn biển đó quý vị.
Rosewood xin trân trọng kính chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi kính mời toàn thể quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu thêm về con người của ông Đào Minh Quân qua những dòng thơ do ông sáng tác. Vâng, thơ văn chính là tấm gương phản ảnh của con người. Thật vậy, khi nhắc đến thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân, mọi người trong chúng ta đều thấy rõ dòng tư tưởng chính mà ông đã thể hiện qua các bài thơ là tình yêu quê hương và dân tộc. Hai hình ảnh này luôn ghi khắc trong tâm khảm của ông. Nó đã vận vào con người của tác giả. Nên chúng ta thấy bất cứ bài thơ nào do ông sáng tác đều mang hình ảnh của quê hương, dân tộc. Phải nói rằng nhịp tim của ông gắn liền với hơi thở của dân tộc. Ông đau cùng với nỗi đau của dân tộc. Điều này đã được ông thốt ra qua hai câu thơ sau đây của bài thơ Ước mơ mà ông đã sáng tác năm 1989. Một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu. Hay có những buổi chiều xuân, tâm hồn ông cảm thấy cô đơn, trống vắng một cách lạ thường. Mặc dù đó là tất cả những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hiện tại của ông, nhưng không làm sao sưởi ấm được lòng ông nơi xứ người. Tâm tình này đã được ông bộc lộ qua những vần thơ sau. Xuân như tuyết phủ ngập đường chiều, tóc trắng bay nghiêng bước quạnh hiu, trăng lạ nên lòng còn tĩnh mịch, người quen mà dạ vẫn hoang liêu. Được viết năm 2001 tại Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelanto, qua bài thơ Chiều Xuân Xứ Người. Hay qua hai dòng thơ sau đây, tiếng nói giọng cười nghe rộn rã, sao nghe lạc lõng tiếng chim chiều. Chiều Xuân Xứ Người, viết năm 2001. Tác giả đã cảm thấy mình lạc lõng giữa khung trời xa lạ, như là tiếng chim kêu ai oán trong buổi chiều xuân nơi sa mạc vắng tanh, không một bóng người. Và vì sao người quen mà dạ vẫn hoang liêu? Xin thưa, vì tác giả luôn luôn nhớ con đường cũ, nắng hương lá, thương bến đò xưa, gió lộng diều. Vâng, chính những hình ảnh con đường cũ hay bến đò xưa, gió lộng diều là những hình ảnh quê hương đã khắc sâu vào tâm khảm của ông. Nó là hồn, là máu của ông, nên ông không thể nào vứt bỏ nó ra được. Có thể ví, nó đối với ông như hình với bóng, nên dù ông có đi đến chân trời, góc bể nào chăng nữa, quê hương Việt Nam vẫn luôn ngự trong quả tim của ông. Hai từ ngữ cũ và xưa mà ông đã dùng cũng làm cho chúng ta thấy rõ ông luôn luôn ấp ủ những hoài niệm về quê hương. Ông không phải là kẻ ham mê vật chất, danh vọng như có một số người phỉ báng mạ lị ông trên con đường chống cộng cứu quốc. Tình cảm này đã được thổ lộ qua hai câu thơ sau đây.
đất khách tưng bừng vui sướng quá. Quê nhà lặng lẽ khóc thương vay, được ông diễn tả trong bài thơ Nhớ Huế, viết vào mùa thu năm 1982 tại Cali. Chính vì lòng yêu quê hương dân tộc rất mãnh liệt trong con người của ông, nên đã giúp ông rèn luyện và dấn thân trên con đường cứu quốc. Vì quê hương và dân tộc của ông đang bị chôn vùi dưới nghiệp chướng của loài quỷ đỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bá tánh lầm than lòng khổ đau, ngặt vì nghiệp chướng tự chôn sâu, qua bài thơ độ ông viết năm 1989. Một con đường hết sức cam go, đầy chông gai. Nó đòi hỏi ông phải có một sức chịu đựng bền bỉ, một sự nhẫn đại rất phi thường, nên ông đã thổ lộ qua hai câu thơ sau: Thời chưa có thế đành kiên nhẫn, nhân vẫn chưa hòa phải đợi lâu, được viết qua bài thơ độ năm 1989. Qua hai câu thơ trên, tác giả đã sử dụng một cách khéo léo hai đôi từ thời thế và nhân hòa. Điều này cho chúng ta thấy tư tưởng của ông thấm nhuần tư tưởng Khổng Sáo, tức là muốn thành công bất cứ việc gì cũng cần phải có đủ ba yếu tố sau đây hội tụ: thiên thời, địa lợi và nhân hòa, thì ước nguyện của chúng ta mới viên mãn. Nam Quán Đào Minh Quân vừa là một nhà thơ, vừa là một nhà chính trị. Ông có một nếp sống nội tâm rất đáng ca ngợi. Ông luôn luôn tin tưởng và cầu xin đấng tối cao phù trì cho công việc của ông mang lại kết quả tốt đẹp, là giải thoát đất nước và dân tộc Việt Nam khỏi sự đọa đày của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những tư tưởng này đã được ông ghi lại trong bài thơ độ được viết năm 1989. Thánh đức nguồn ơn đang kết đọc, thiên ân tụ phước sẽ liền thâu. Với ý chí sắt đá, tự rèn luyện bản thân trong suốt một thời gian dài trong sa mạc đã hun đúc cho ông một quan niệm vững chắc về nhân bản. Là kim chỉ nam của ông trên con đường chính trị và cũng là nền tảng của hiến ước lâm thời của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông lãnh đạo, đó là lấy lại đất tổ không làm khổ dân, hay bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Tư tưởng đầy nhân bản, vị tha, đầy tình người này đã được ông diễn tả qua lời thơ sau đây: Hãy nhìn xem ai còn ai mất, hẹn ngày về cùng thắp nén nhang thiêng, tỏa hương thơm, cởi bỏ xích xiềng, đâu mặt lại, nhìn nhau là dân Việt. Vâng, đâu mặt lại nhìn nhau là dân Việt, nên theo ông, chỉ có tình thương mới xóa bỏ hận thù, và chắc chắn sẽ đem lại sự thành công trong việc giải thể tà quyền cộng sản. Tư tưởng này đã được ông thổ lộ qua hai câu thơ sau đây: Huệ quang phù giúp khai tân đạo, long hội vượt qua cuộc bể sâu,
được viết năm 1989 qua bài thơ Đỗ. Kính thưa quý vị, qua những lời phân tích ở trên, cũng như qua những bài bình thơ về thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân trước đây mà chúng tôi đã có dịp trình bày cho quý vị trên làn sóng phát thanh của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chúng ta phải nhìn nhận rằng thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân hay ông Thủ tướng Đào Minh Quân là một người có lòng yêu quê hương, dân tộc Việt Nam vô bờ bến. Tất cả những tư tưởng đó chúng ta đều thấy biểu lộ một cách rõ ràng qua những lời thơ của ông: dân tộc Việt Nam vô bờ bến. Tất cả những tư tưởng đó chúng ta đều thấy biểu lộ một cách rõ ràng qua những lời thơ của ông, ngay cả khi ông vừa mới bước chân vào quân ngũ. Ông sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để lên đường cầm súng bảo vệ quê cha đất tổ. Có xá gì đâu những cuộc tình của thời chinh chiến nước điêu linh, bao chàng trai trẻ tay cầm súng chôn lại trong tim một bóng hình. Và ngay cả mạng sống của chính mình ông cũng xem nhẹ tựa lông hồng, vì tất cả là để bảo quốc an dân. Những người trai thời loạn thuộc lòng câu biệt ly, cõi sống và cõi chết chỉ là giấc xuân thì có gì đâu tiếc nuối. Vâng, có gì đâu tiếc nuối khi sự hy sinh của mình đem lại sự tự do, no ấm cho toàn dân tộc Việt Nam. Và tình yêu quê hương, dân tộc này ngày càng lớn mạnh theo thời gian. Khi ông nhìn thấy quê mẹ và anh em của ông đang quằn quại, rên xiết dưới ngục tù cộng sản, ông đã không ngần ngại hy sinh quãng đời trai trẻ của mình, cũng như để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy của người vợ hiền, mà dấn thân tu luyện để giúp dân cứu nước ròng rã trên hơn một phần tư thế kỷ. Đối với ông, quê hương Việt Nam là một linh địa mà ông cha ta qua biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu triều đại từ ngàn xưa, và không biết bao nhiêu xương máu, vong linh của anh hùng tử sĩ, của con dân nước Việt bồi đắp mới có được như ngày nay. Còn chế độ cầm quyền cộng sản là ai? Chỉ là một đám người ô hợp, thối nát, man dợ, sắc máu, tay sai của tàu cộng. Vâng, một đảng cướp, ắt nó phải bị đào thải và bị ném vào sọt rác như ném một chiếc áo rách mà thôi. Chỉ có dân tộc Việt Nam và quê hương Việt Nam là mãi mãi trường tồn. Những tâm tình này đã được ông giải bày qua những dòng thơ sau đây. Việt Nam đất thánh trời thanh, bao năm xây đắp mới thành quốc gia. Dân tộc như ruột như già, chế độ như áo cởi xa là rồi. Cộng nô cũng phải tàn đời, gian tham hiểm ác hết thời mà thôi. Được viết năm 2017 qua bài thơ
tặng người tri kỷ. Hơn thế nữa, đất nước Việt Nam là một dãy giang sơn gấm vóc mà toàn thể con dân Việt Nam phải bảo vệ, gìn giữ và có quyền thừa hưởng tất cả những tài nguyên phong phú như những dòng sữa ngọt ngào tuôn ra từ trong lòng đất mẹ Việt Nam mà cha ông ta đã đổ xương máu ra để gầy dựng và gìn giữ. Vậy, chúng ta không thể nào để cho lũ tay sai, thái thú của Tàu Cộng là Đảng Cộng sản Việt Nam đem đất nước ta dâng cho ngoại bang là Tàu Cộng và diệt chủng dân tộc Việt Nam với mục đích dã man là xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Nước nhà giàu có mấy hồi, tài nguyên phong phú vun bồi giúp dân, hiền nhân sĩ tứ tương lân, giúp cho vận nước canh tân đổi đời. Quả thật, thi sĩ Nam Quán Đào Minh Quân đã phát họa nên một bức tranh tuyệt mỹ mà chính ông đã dấn thân để thực hiện bức tranh này, với đường nét chính trong bức tranh là tình thương, tình người, cộng vào đấy những nét chấm phá thật linh động về quê hương và dân tộc Việt Nam. Điều này cho chúng ta thấy tính nhân bản rất cao độ trong con người của ông. Ông luôn luôn trân quý tất cả những tình cảm của con người, và ông đã không ngần ngại để trào dâng tình cảm riêng của mình đối với những người bạn cùng một tâm huyết với ông như những người tri kỷ trên con đường cứu nước đầy chông gai. Mượn văn ghi chép đôi lời, cảm người tri kỷ một đời tương giao, được viết năm 2007 qua bài thơ Tặng người tri kỷ. Trong thời buổi nhiễu nhương tại Việt Nam hiện nay, mà dân tộc Việt Nam thật may mắn có một người đứng mũi chịu sào với lòng yêu nước thương dân lai láng như ông Thủ tướng Đào Minh Quân, quả là một sự may mắn cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Vậy chúng tôi kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam hãy tỉnh thức, đừng vô cảm, đừng thờ ơ trước vận nước tối đen như thế, mà hãy cùng nhau thi hành quyền tự do thể hiện chính kiến của mình qua lá phiếu trưng cầu dân ý, để việc giải thể tà quyền cộng sản được tiến hành nhanh chóng, ngõ hầu đưa đất nước và toàn thể dân tộc Việt Nam bước qua một trang sử mới, một trang sử mới thật tươi sáng, và nhất là thoát được nạn diệt chủng làm nô lệ cho Tàu Cộng mãi mãi. Muốn được như thế thì toàn dân Việt Nam phải cùng hiệp lực với ông Tổng thống Đào Minh Quân để hoàn mỹ bức tranh Việt Nam, một tuyệt tác của dân tộc Việt Nam để lưu danh hậu thế. Xin trân trọng kính chào tất cả quý đồng hương.